Trên diện tích 2 hectare, gia đình bà Trần Thị Liên ở xã Sơn Hóa đầu tư trồng trên 1.000 gốc cam, bưởi các loại. Sau nhiều năm tìm tòi học hỏi kinh nghiệm, đến nay mô hình đang mang lại hiệu quả. Bên cạnh đó, gia đình bà còn phát triển khu chăn nuôi lợn tập trung với quy mô bình quân trên 200 con. Sau khi trừ chi phí, gia đình bà thu về lợi nhuận từ 200 đến 300 triệu đồng mỗi năm. Trước đây thì có vô phở đất chỉ trong lạc thôi, chứ cũng có mô hình như gì. Nhưng có đều trong lạc với là trong sẵn thì hắn cũng được hiệu quả, thì gia đình cũng là đi tìm hiểu với đi tham khảo các những cái mô hình của họ làm trước, đi theo mình làm theo thì cũng là gia đình là có trong cam với bưởi Phúc Trạch, cam chanh với là bưởi da xanh với là cam voi. Nói chung cái hiệu quả thì hắn cũng đỡ hơn, khá hơn trước đấy mình trồng lạc. Vậy là mình kết hợp thêm trang trại lợn với gà nữa thì cảm thấy hắn cũng hiệu quả rất tốt. Nhận thấy lợi thế tiềm năng của việc chăn nuôi tập trung, những năm gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã mạnh dạn chuyển hướng đầu tư phát triển chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung. Trước đây, gia đình anh Đoàn Thanh Đình ở thôn Thuận Hoan, xã Đồng Hóa chỉ xem chăn nuôi lợn như là một nghề phụ bên cạnh các nghề nông nghiệp khác. Từ khi huyện có chủ trương ưu tiên phát triển chăn nuôi, gia đình anh tích lũy dần rồi mở rộng, phát triển quy mô đàn qua từng năm. Cả kinh tế của gia đình là khá giả lên như trang trại lớn đó. Ngoài nỗ lực của bản thân và gia đình thì cũng có xã, thì huyện, thì các hội họ cho đi tập huấn thì để nâng cao trình độ, nâng cao nhận thức về kỹ thuật chăn nuôi lợn, thì rồi là thỉnh thoảng ở trong chi cục thú y họ cũng kêu vô cho đi tập huấn ở trong Đồng Hới để biết mà phòng trừ các cái dịch bệnh. Đồng hành cùng nông dân, cả cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ cung ứng giống, vốn để giúp nông dân sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức được 65 lớp tập huấn để chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 2.700 lượt người, góp phần nâng cao kiến thức cho nông dân trong việc sản xuất, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch trên địa bàn nông thôn. Một trong những nội dung quan trọng của chung chương trình công tác hội và phong trào nông dân của huyện trong các năm qua là tập trung vào công tác hỗ trợ cho bà con nông dân xây dựng các mô hình kinh tế, tập trung công việc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn toàn huyện. Thì cũng hiệu quả mang lại trong những năm qua, điều kiện kinh tế của bà con đã có những cái bước phát triển và đời sống bà con được nâng lên. Hội cũng đã sử dụng các cái nguồn vốn, cái chương trình ủy thác của giữa hội nông dân với ngân hàng chính sách xã hội huyện cũng đã mang lại nhiều hiệu quả chuyển biến tích cực. Bà con nhân dân cũng từ các cái nguồn vốn này nhân rộng cái mô hình của mình. Thì chúng tôi còn có một cái kênh nữa, đó là cái quỹ hỗ trợ cho người nông dân. Thì cái nguồn vốn này trong những năm qua thì chúng tôi đã triển khai được từ hơn 30 cái dự án. Năm 2023, toàn huyện Tuyên Hóa có hơn 14.000 hộ nông dân đăng ký đạt chuẩn hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Cùng với các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Đảng, Nhà nước, sự sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm của hội viên nông dân đã và đang tạo nên những kết quả đáng ghi nhận trên hành trình phát triển kinh tế của địa phương.